Dương Vân là xóm có số dân đông nhất của xã La Bằng với trên 170 hộ dân, khoảng 600 nhân khẩu. Đây cũng là địa phương được tỉnh Kiêng Samukdo Hàn Quốc trực tiếp xây dựng mô hình Semaung Undong với nhiều hạng mục công trình điện, đường, trường, trạm được đầu tư. Trong đó, nhà văn hóa xóm Dương Vân là một trong những công trình được tài trợ xây dựng từ năm 2005 với tổng mức đầu tư lên tới 115.000 đô la Mỹ. Công trình có tổng diện tích hơn 300 m2, nằm trong khuôn viên rộng rãi 10.000 m2. Công trình từ lâu đã là niềm tự hào của nhân dân Dương Vân khi sở hữu nhà văn hóa có kiến trúc đẹp độc đáo. Thì hỗ trợ về cái công trình phúc lợi như này thì từ cái năm đó đến cho đến hiện nay thì tất nhiên là nhân dân chúng tôi cũng rất là phấn khởi, rất là tự hào. Trong khi đó là bà con nhân dân cũng là quyết tâm. Và sang năm tới này là chúng tôi cũng triển khai chương trình là động viên nhân dân là tiếp tục chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xóm Dương Vân. Không riêng xóm Dương Vân, nhiều công trình khác của xã cũng được quan tâm đầu tư để đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh trường tiểu học La Bằng. Đầu năm 2006, tỉnh Kiêng Samukdo đã tài trợ xây dựng một nhà lớp học 2 tầng, 10 phòng học. Cho đến thời điểm này, đây là nơi học tập thường xuyên của gần 70% tổng số học sinh của toàn trường. Ngoài các lớp học, nhà trường còn được đầu tư một phòng máy vi tính và được trang bị 12 bộ máy vi tính cho các em học sinh. Công trình mà Hàn Quốc có ý nghĩa với nhà trường rất là ý nghĩa rất lớn. Thứ nhất là tạo đủ cái không gian học cho các con. Thứ hai là các lớp học rất là rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo cho cái việc mà đáp ứng nhu cầu giáo dục. Cái hành lang là tạo được không gian chơi cho các con, không gian đọc sách này, không gian được trải nghiệm về thiên nhiên này, rồi là các hoạt động khác của nhà trường ở trong không gian lớp học, ở trong giờ ra chơi rất là hữu ích. Với sự ảnh hưởng tích cực của phong trào Semaung Undong và sự quyết tâm cố gắng của cấp ủy, chính quyền, người dân, giai đoạn 2010-2015, xã La Bằng được tỉnh lựa chọn là một trong những xã điểm xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2014, xã đạt 19 trên 19 tiêu chí và là xã thứ hai của huyện Đại Từ đạt xã nông thôn mới. Hiện nay, diện mạo xã La Bằng thay đổi đáng kể. 100% hệ thống đường giao thông liên xã, trục xóm, ngõ xóm được đầu tư xây dựng mới, mở rộng, cứng hóa. 9 trên 9 xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn. Các vùng sản xuất được quy hoạch như vùng chè, vùng lúa, rau màu, kênh mương được kiên cố hóa, đảm bảo 100% nước tưới tiêu cho sản xuất. Xã có 10 làng nghề chè truyền thống, được cấp nhãn hiệu tập thể chè La Bằng, xây dựng thành công thương hiệu chè La Bằng. Các công trình mà phối hợp, nó là công trình vật thể và phi vật thể. Công trình vật thể ví dụ như là cái sự hợp tác giữa tỉnh Kiêng Samukdo với lại xã La Bằng, huyện Đại Từ triển khai cái phong trào Semaung, hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa, rồi các mô hình sản xuất thì qua nhiều năm vẫn đang được duy trì hoạt động phát huy rất là hiệu quả. Có thể thấy chương trình ý nghĩa thiết thực đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, tạo sức lan tỏa trong phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.